Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 138. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, giục lòng tôi mạnh mẽ. Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối Đức Giê-hô-va, vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. Dầu Đức Giê-hô-va cao cả, thì cũng đói đến những người hèn hạ. Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa. Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống. Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Chương 4. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít gì hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Này là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dẫu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Và nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chương 5. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Người đã bị vây trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ấy, bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Vả lại, không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là con ta, ta đã sanh ngươi ngày nay. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng, ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này, xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Chương 11. Lúc ấy cả Israel đều nhóm đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông. Khi trước, dầu Sau-lơ còn cai trị chúng tôi, thì ông đã dẫn dân Israel vào ra, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông có phán cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là Israel, làm quan tướng chúng nó. Ấy vậy, các trưởng lão Israel đến cùng vua ở Hebron. David bèn lập giao ước với chúng tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, chúng sức dầu cho David làm vua trên Israel, y như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Sa-mu-ên phán ra vậy. David và cả dân Israel đi lên thành Giê-ru-sa-lem, ấy là Giê-bu. Ở đó có người Giê-bu-sít là dân của xứ. Dân cư Giê-bu nói cùng David rằng: Ngươi sẽ chẳng hề vào đây. Dầu vậy, David chiếm lấy đồn lũy Si-ôn, ấy là thành David. David nói rằng: Hễ ai hãm đánh dân Giê-bu-sít trước hết, ắt sẽ được làm trưởng và làm tướng. Vậy Joab, con trai Seruya, đi lên đánh trước hết, nên được làm quan trưởng. David ở trong đồn, vậy nên gọi là thành David. Người xây tường thành bốn phía, từ Milo cho đến khắp chung quanh, còn phần thành dư lại thì Joab sửa sang. David càng ngày càng cường thạnh, vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng người. Đây là những kẻ làm tướng, các lính mạnh dạn của David, và đã phò giúp người được ngôi nước cùng với cả Israel, lập người lên làm vua, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Israel. Này là số các lính mạnh dạn của David: Gia-sô-bê-am, con trai của Hát-mô-ni, làm đầu các tướng ấy. Ấy là người dùng giáo mình mà giết 300 người trong một lượt. Sau người có Eleasa, con trai của Đô-đô ở A-hô-a, là một người trong 3 người mạnh dạn. Người này ở cùng David nơi Pha-đa-mim khi quân Phi-li-tin nhóm lại đặng giao chiến. Ở đó có một đám ruộng mạch nha, và dân sự đều chạy trốn khỏi mặt dân Phi-li-tin. Còn họ đều đứng trong ruộng, binh vực nó và đánh hơn dân Phi-li-tin, và Đức Giê-hô-va khiến cho họ đặng sự thắng trận rất lớn. Trong bọn 30 người làm tướng, có 3 người đi xuống hang đá Adullam đến cùng David, còn đạo quân Phi-li-tin đóng trại tại trong trũng Rephaim. Lúc ấy David ở trong đồn, và có phòng binh của dân Phi-li-tin ở Bethlehem. David ước ao rằng: Than ôi, chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bethlehem. Vậy 3 người này xông ngang qua trại Phi-li-tin, múc nước trong giếng bên cửa thành Bethlehem đem về cho David uống. Song người chẳng chịu uống, bèn rải nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự này. Tôi hẳn không uống huyết của 3 người này đã liều thân mình đặng đem nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống. Ấy là công việc của 3 người mạnh dạn đó đã làm. Lại có Abishai em của Joab làm đầu trong 3 người mạnh dạn. Người dùng giáo mình mà giết 300 người, nên nổi danh tiếng trong 3 người ấy. trong ba người mạnh dạn ấy, người sang trọng hơn được làm trưởng của họ, song chẳng bằng ba người trước. Lại có Benaya, con trai Jehoiada ở Cáp-xê-en, là một người mạnh dạn đã làm nhiều công việc cả thể. Người đã giết hai người Moab mạnh bạo hơn hết. Trong kỳ sa tuyết, người xuống một cái hố giết một con sư tử. Người cũng đánh giết một người Ai-díp-tô cao 5 thước. Người Ai-díp-tô cầm nơi tay cây giáo lớn bằng trục máy dệt, còn Benaya xuống đón người, cầm một cây gậy, rút lấy giáo khỏi tay người Ai-díp-tô, dùng giáo nó mà giết nó. Ấy là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm, được nổi danh tiếng trong ba người mạnh dạn. Trong 30 người mạnh dạn, người được sang trọng hơn hết, song chẳng bằng ba người trước. David nhận người vào bàn mật nghị mình. Lại có các người mạnh dạn trong đạo binh là Asael em của Joab, Elkanan con trai của Đô-đô ở Bethlehem, Sa-mốt người Haron, Hê-lết người Pha-lôn, Ira con trai của Y-kết ở Thê-cô-a, Abi-e-se ở Anatot, Shibecai ở Husa, Ilai ở Ahoa, Maharai ở Netofa, Hê-lết con trai của Ba-ana ở Netofa, Itai con trai Ribai ở Gibea, thành của con cháu Benjamin, Benaya ở Phirathôn, Hurai ở Nahale-gaat, Abien ở Araba, Atmavet ở Bahurim, Eliakba ở Sa-an-bôn, Bene-hashem ở Gison, Jonathan con trai Sa-ge ở Hara, Ahiyam con trai Sa-ca ở Hara, Elipha con trai U-rơ, Hê-phe ở Mê-kê-ra, Ahiya ở Pha-lôn, Hét-rô ở Cạc-men, Na-arai con trai E-bai, Joen em của Na-thang, Mi-bê-ha con trai của Ha-gơ-ri, Sê-lét là người Am-môn, Na-ha-rai ở Bê-e-rốt là kẻ vác binh khí của Joab, con trai của Seruya, Ira ở Giê-the, Gareb cũng ở Giê-the, Uri người Hethit, Sa-bát con trai Ạc-lai, Adina con trai của Sisa người Ruben, làm trưởng dòng Ruben, và có 30 binh chiến ở với người. Hanan con trai của Ma-aka, Josaphat ở Mê-then, Usia ở Át-ta-rốt, Sama và Jehien con trai của Hô-tam ở A-rô-e, Jedi-a-en con trai của Shimri, Joha anh em người dân Thi-shít, Elien ở Mahavim, Jeribai và Josavia con trai của En-naam, Gitma là người Moab, Elien, Obed và Jaasien là người Mesoba. Chương 12. Trong khi David tránh khỏi mặt Sau-lơ, con trai của Kít, thì có mấy người mạnh dạn đến cùng người tại Siết-lát giúp đỡ người trong cơn giặc. Chúng đều có tài dương cung, giỏi dùng dây gióng liệng đá, cầm cung bắn tên, hoặc bằng tay hữu hay là bằng tay tả. Cả đều thuộc về dòng Sau-lơ, về chi phái Benjamin. Này là tên họ: Ahiese làm đầu, và Joach con trai của Shema ở Gibea, Jesien và Phê-lết con trai của Atmavet, Beraka, Jehu ở Anatot. Gitmaya ở Gabaon là kẻ mạnh dạn trong 30 người kia và làm đầu họ. Lại có Jeremy, Jahasien, Johanan, Josabak ở Gedera, Elusai, Jerimot, Bealia, Shemaria, Shephatia ở Harop, Enkana, Yishia, Asaren, Joese và Yasobeam người Kore, Joela và Sebadia con trai của Jeroham ở Gedo. Trong chi phái Gác, có những người tới cùng David tại nơi đồn trong đồng vắng, vốn là kẻ mạnh mẽ, có tài chiến trận, cầm khiên, cầm giáo, diện mạo như sư tử, lanh lẹ như hoàng dương trên núi. Ê-se làm đầu, Obadia thứ nhì, Eliab thứ ba, Mít-mana thứ tư, Jeremy thứ năm, Ạc-tai thứ sáu, Elien thứ bảy, Johanan thứ 8, En-sabat thứ 9, Jeremy thứ 10, Mác-ba-nai thứ 11. Chúng đều là con cháu của Gác và làm quan cai cơ binh. Kẻ nhỏ cai 100 người, kẻ lớn cai 1.000 người. Ấy là những kẻ đi qua sông Giô-đanh trong tháng Giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, đuổi các dân sự ở tại trũng hoặc về phía đông hay về phía tây. Lại có người thuộc về Benjamin và Giu-đa cũng đi tới cùng David trong đồn người. David ra đón rước chúng mà nói rằng: Nếu các ngươi đến cùng ta cách hòa bình để vùa giúp ta, thì lòng ta sẽ hiệp cùng các ngươi. Ví bằng các ngươi thầm mưu lừa ta cho kẻ thù nghịch, nguyện Đức Chúa Trời của tổ phụ ta xem xét và đoán phạt, vì tay ta không có phạm điều lỗi nào. Khi ấy có Amasai làm đầu trong 30 người ấy, được Thánh Linh cảm động mà nói rằng: Hỡi David, chúng tôi đều về ông. Hỡi con trai Isai, chúng tôi binh vị ông. Nguyện ông được bình yên, bình yên. Nguyện kẻ giúp đỡ ông cũng được bình yên, bởi vì Đức Chúa Trời ông phò trợ ông. David bèn nhận tiếp các người ấy, đặt làm tướng. Cũng có mấy người thuộc về Manasseh đến theo David khi người cùng quân Phi-li-tin đi giao chiến cùng Sao-lơ. Song họ chẳng giúp đỡ quân Phi-li-tin, vì các quan trưởng Phi-li-tin bàn luận nhau rằng: Sợ e nó trở về cùng Sao-lơ chủ nó, làm nguy cho đầu chúng ta chăng? Khi người trở về Siết-lát, có mấy người bởi Manasseh đến theo người là Ác-na, Giô-sa-bát, Giê-đi-a-en, Mi-ca-en, Giô-sa-bát, Elihu và Si-lê-thai, đều làm quan cai ngàn quân trong chi phái Manasseh. Những kẻ này phò giúp David đối địch với quân giặc cướp, bởi vì chúng đều là người mạnh dạn và làm quan tướng đạo binh. Hằng ngày có người đến cùng David đặng giúp đỡ người, cho đến khi thành đạo quân lớn như đạo quân của Đức Chúa Trời. Đây là số các quân lính đến cùng David tại Hebron, đặng làm cho nước Sao-lơ thuộc về người, theo như lời của Đức Giê-hô-va. Trong con cháu Giu-đa có 6.800 người đều cầm khiên, cầm giáo, sắm sửa tranh chiến. Bởi con cháu Simeon có 7.100 người mạnh dạn đều ra trận được. Bởi con cháu Lê-vi có 4.600. Giê-hô-gia-đa cai quản nhà A-rôn và với người có 3.700 người. Lại có Sa-đốc là kẻ trai trẻ mạnh dạn và với người có 22 trưởng của nhà cha người. Về con cháu Benjamin, anh em của Sao-lơ, được 3.000 người, vì đến bấy giờ phần lớn hơn chúng nó còn đang theo nhà Sao-lơ. Về con cháu Ephraim có được 2.800 người, đều là người mạnh dạn, có danh tiếng trong nhà cha mình. Về nửa chi phái Manasseh có 1.800 người, ai nấy đều kể từng tên, đến đặng lập David làm vua. Về con cháu Isaka có những kẻ hiểu biết thì giờ và việc dân Israel nên làm. Chúng có 200 trưởng tộc, còn những người anh em chúng cũng vâng lệnh chúng bàn. Về Sa-bu-lôn có 5 vạn người hay bày trận, cầm các thứ binh khí dự bị đặng giao chiến, hàng ngũ chỉnh tề, có một lòng một dạ. Về Nép-ta-li có 1.000 quan cai với 3.700 người cầm khiên cầm giáo theo mình. Về Dan có 2.800 người có tài dàn trận. Về A-se có 4 vạn người hay kéo ra chinh chiến và có tài dàn trận. Còn về Ruben, Gác và về nửa chi phái Manasseh ở bên kia sông Giô-đanh có 12 vạn người cầm các thứ binh khí sẵn ra trận. Những người này là lính chiến, có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel cũng đều một lòng một dạ muốn tôn David làm vua. Chúng ở lại với vua David 3 ngày và ăn uống, vì anh em của chúng đã sắm sẵn cho. Còn những người ở miền lân cận hơn, cho đến đất Isaka, Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, đều đem chở bằng lừa, lạc đà, con la và con bò, nào bánh mì, bột miếng, trái vả, nho khô, rượu, dầu, cùng dẫn bò và chiên đến rất nhiều, bởi vì có sự vui vẻ nơi Israel. Chương 13. David hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân cùng các quan trưởng của dân. David nói với cả hội chúng Israel rằng: nếu các ngươi lấy điều này làm tốt lành. Và nếu sự này do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Israel, và đến cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta. Rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta, vì trong đời sau lơ chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy, vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành. David bèn nhóm cả Israel lại từ Shiho khe Egypto cho đến nơi vào Hamat, để rước hòm của Đức Chúa Trời từ Kiriath Jearim về. David và cả Israel đồng đi lên Ba-ala tại Kiriath Jearim thuộc về Juda, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Giê-hô-va ngự giữa cherubim, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Abinadab để lên trên một cái cổ mới, còn Usa và Ahio thì dắt cổ. David và cả Israel đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, sướng ca, dùng đờn cầm, đờn sắt, trống nhỏ, chập chõa và kèn mà vui mừng. Khi chúng đến sân đạp lúa của Kidon, Usa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Usa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm. Người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. David chẳng vừa ý, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa. Người gọi nơi ấy là Beret Usa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Trong ngày ấy, David lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời mà nói rằng: ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được? Vậy, David không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành David, nhưng biểu đem để vào nhà Obed-edom là người Gác. Hòm của Đức Chúa Trời ở 3 tháng trong nhà Obed-edom. Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Obed-edom và mọi vật thuộc về người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.